TikToker Shin đang gây bão suốt những ngày qua với màn công khai bạn trai nửa che nửa hở khiến dân tình xôn xao. Giữa lúc trở thành tâm điểm của mạng xã hội thì loạt ồn ào quá khứ của Shin bất ngờ bị đào lại. Shin, Bùi Thảo Ly đang là cái tên có thể nói là chiếm sóng rộng khắp mạng xã hội trong suốt những ngày qua. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1997 này đã tạo sóng dư luận khi bất ngờ công khai có bạn trai sử dụng công nghệ AI để che danh tính nhưng không ngại hôn nhau đắm đuối trên clip mới được đăng tải trên TikTok. Các fan của Shin ngay lập tức lùng sục danh tính người đàn ông của nữ TikToker. Cái tên đang nằm trong vòng ngờ vực nhất chính là cậu em thân thiết của Shin, nam TikToker Ngô Đình Nam. Giữa lúc cả mạng xã hội dậy sóng về chuyện tình chị ơi em yêu chị của Shin và Ngô Đình Nam thì mới đây, loạt ồn ào về phát ngôn trong quá khứ của Shin bất ngờ bị đào lại. Được biết, đấy là thời điểm Shin mới được biết đến trên mạng xã hội là một TikToker mới. Ồn ào năm đó khiến cô bị dính mác TikToker lộng ngôn, hồ đồ và không tôn trọng khán giả. Cụ thể, từ lúc được biết đến Shin đã nổi tiếng với biệt danh Lisa Việt Nam, cái tên này cũng khiến nhiều người tranh cãi là nguồn cơn mà Shin dính phải thị phi. Vào năm 2022, khi xuất hiện tham gia tại một game show truyền hình, Shin bị cho rằng nhan sắc của cô nàng khi lên sóng truyền hình khác xa so với các clip hay hình ảnh mà cô nàng sinh năm 1997 đăng tải lên mạng xã hội. Trước những phản hồi trái chiều của cộng đồng mạng, cô nàng Shin đã lên tiếng đáp trả bằng một đoạn video ghi lại hành trình tham gia loạt show truyền hình. Trong đó có cả chương trình cô bị chê, kèm theo dòng chia sẻ trong clip, tham gia một chương trình bị hình ảnh xấu, mọi người chửi xối xả thì mình vẫn là mình thôi. Cùng với đó, cô nàng TikToker cũng đăng tải video kèm theo dòng trạng thái, mình không tự bảo vệ được mình thì vứt. Ai nhận xét góp ý mình cảm ơn, ai chửi thì mình chửi lại. Ngay lập tức, Shin đã bị netizen ném đá kịch liệt, cho rằng cô đang lộng ngôn, coi thường khán giả. Là một người nổi tiếng nhưng lại có thái độ thách thức như trên là điều đáng chê trách. Thậm chí, một số người còn cho rằng ồn ào này đến hiện tại vẫn là vết tối trong sự nghiệp của Shin. Hiện tại dù đang được quan tâm với chuyện ghép cặp với Ngô Đình Nam, nhưng netizen cho rằng Ngô Đình Nam cũng không cứu nổi ồn ào này của Shin trong quá khứ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện, một bộ phận của netizen cũng cho rằng đó chỉ là quá khứ của Shin, thời điểm cô mới nổi tiếng nên có hành xử chưa được khéo. Netizen cũng mong muốn Shin hiện tại và trong tương lai sẽ dần thay đổi tốt hơn, chín chắn trong mọi phát ngôn của mình. Về chuyện tình cảm mới đây, dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng qua những hint bị lộ trên clip, từ mái tóc, phụ kiện, dáng người thì netizen đều đang khẳng định chắc nịch đó là Ngô Đình Nam. Trước đó cả hai cũng đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi thường xuyên bị lộ những cử chỉ thân mật trên mạng xã hội. Các fan của cả hai thì liên tục đẩy thuyền, mong cặp đôi sớm nên duyên. Ngô Đình Nam, sinh năm 1999, tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đây anh từng học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhưng vì đam mê nghệ thuật nên anh quyết định đổi hướng trở thành sinh viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là TikToker trẻ nổi tiếng với những video hát triệu view trên mạng xã hội. Hiện người hâm mộ đang vô cùng trông chờ lên tiếng xác nhận thông tin về danh tính bạn trai từ Shin. Riêng về các fan ship couple cho cô với Ngô Đình Nam thì hơn ai hết đều mong muốn người ấy chính là anh chàng gốc Vũng Tàu này.